Thưa quý vị khán giả, trong những ngày cuối năm 2023, giá vàng miếng trong nước liên tục nhảy múa khi liên tục tăng giảm với biên độ vài triệu đồng mỗi ngày, thậm chí là tăng giảm chỉ trong vài giờ. Người ta đã dùng từ điên cuồng khi nói về giá vàng miếng trong nước thời điểm đó. Thậm chí có thời điểm giá vàng trong nước vọt lên chênh lệch so với giá vàng thế giới tới 20 triệu đồng trên một lượng. Biên độ mua, bán cũng bị đẩy lên từ 4 đến 6 triệu đồng trên một lượng. Trước diễn biến thị trường vàng biến động như vậy, ngày 27 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Sau đó, giá vàng SJC đã giảm đột ngột. Một ngày sau khi công điện được ký, tại thời điểm 14 giờ ngày 28 tháng 12, giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 73 triệu đồng trên một lượng, bán ra là 76 triệu đồng trên một lượng, giảm đến 5,3 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và giảm 3,8 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày. Cùng tại thời điểm chiều ngày 28 tháng 12, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào, bán ra ở mức 72,00 đến 76,00 triệu đồng trên một lượng. So với mở cửa phiên giao dịch sáng cùng ngày, giá vàng bốc hơi 4 triệu đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán hiện lên tới mức 4 triệu đồng trên một lượng. Sau một tuần đến hôm nay, ngày 4 tháng 1 năm 2024, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 72 đến 75,02 triệu đồng trên một lượng. Vàng Doji Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 72,4 đến 75,5 triệu đồng trên một lượng. Những con số này hầu hết đều có chiều hướng giảm so với mức giá của một tuần trước đó. Giá vàng thay đổi nhanh đến chóng mặt, nhiều người đu đỉnh, mua vàng lướt sóng. Trước thời điểm ngày 28 tháng 12, nhiều người lướt sóng có thể lãi tới vài triệu đồng trên một lượng, nhưng sau ngày 28 tháng 12, nhiều người kém may mắn khi chưa kịp thoát hàng. Một câu hỏi chung ở thời điểm hiện tại là liệu trong thời gian tới, giá vàng sẽ diễn biến như thế nào? Trong cuộc họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2024 mới đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã có những nhận xét thị trường vàng trong thời gian vừa qua và nêu phương án quản lý trong thời gian tới, đồng thời khẳng định không chấp nhận giá vàng trong nước chênh cao so với thế giới. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, nhà nước không khuyến khích kinh doanh vàng miếng, không bảo hộ giá cả vàng miếng và cũng không chấp nhận được sự chênh lệch giá quá lớn giữa vàng trong nước và quốc tế, giữa vàng SJC và các loại vàng miếng khác. Giá thế giới tăng 1 mà trong nước tăng 3 là không chấp nhận được. Nhiều tin đồn thất thiệt có tính chất đầu cơ đã xuất hiện khiến thị trường biến động mạnh những ngày qua. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định, nhà nước tôn trọng quyền bảo quản, cất trữ, mua bán vàng của người dân, không khuyến khích kinh doanh, bảo hộ cho giá cả, nhưng cũng không chấp nhận việc chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tới 20 triệu đồng mỗi lượng như vừa qua. Về phương án quản lý thị trường vàng trong thời gian tới, hiện thị trường vàng vẫn được quản lý theo Nghị định 24 năm 2012. Phó Thống đốc cho biết, Nghị định 24 đã phát huy được vai trò quan trọng, nhưng chính sách quản lý 10 năm không còn phù hợp, cần được thay đổi. Chúng tôi thấy rằng câu chuyện quản lý vàng lúc này là sự cần thiết của việc sửa Nghị định 24. Liên quan đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng SJC, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, dù nhiều loại vàng hay không thì mục tiêu cuối cùng là phải ổn định thị trường vàng miếng, đảm bảo quyền lợi của người dân. Quyền lợi của nhóm doanh nghiệp kinh doanh vàng rất nhỏ, nhà nước không bảo hộ giá cả vàng miếng, song luôn tôn trọng quyền mua bán, bảo quản, cất trữ vàng của người dân. Trước diễn biến bất thường của giá vàng miếng SJC trong những ngày vừa qua, khi được phóng viên báo chí đặt câu hỏi, ông Nguyễn Anh Tuấn, vụ trưởng vụ quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cho biết giá vàng nhảy múa liên tục thời gian qua cũng khiến cơ quan quản lý cần nhìn nhận đánh giá lại chính sách quản lý vàng thời điểm hiện tại. Đây là những thời điểm rất thích hợp để chúng ta có thể đánh giá tổng kết lại những cái chuyện, cái mục tiêu của những chính sách 24 từ năm 2012 đến nay hơn 10 năm rồi. Và như báo chí rồi các cái nhiều chuyên gia cũng đã đề cập thì đây là những cái vấn đề nó không phải mới mà chúng ta cũng nhìn nhận là 2022 khi đấy thị trường vàng nó đang kinh tế vĩ mô nó đang bất ổn, cho nên là việc ban hành cái nghị định 24 nó phục vụ mục tiêu chính đây là ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần hỗ trợ trong việc thực thi điều hành tỷ giá và thực thi chính sách tiền tệ.
thì đến nay thì cũng rất nhiều ý kiến mà chúng ta trên thực tế đã thấy rồi, trong đặc biệt trong những thời gian vừa qua như là những cái ngày cuối năm giá vàng lên nhưng tỷ giá rất ổn định, mọi các hoạt động về ngành ngân của ngành ngân hàng nó không ảnh hưởng gì, thì tôi cho rằng đây là những cái cơ sở để mà chứng minh rằng cái mục tiêu của quy định 24 cơ bản đã hoàn thành và nay chúng ta phải đánh giá và nhìn nhận đúng về cái thực trạng đấy. Cũng như là nhiều ý kiến của các chuyên gia cũng như nhiều ý kiến của báo chí thì cho rằng là đến lúc xem là trả lại vàng cho thị trường hay chưa. Thế thì đây là những cái câu trả lời của ngân hàng nhà nước đã có sự chuẩn bị, đã là tham khảo ý kiến của chuyên gia của hiệp hội vấn đề giá vàng. Thì đầu tiên nó là nó ảnh hưởng cái cơ chế thì nó mới có hiện tượng này, nên nếu ta sửa cơ chế thì vấn đề khẳng định hai vấn đề, một là cái vàng miếng là ngân hàng nhà nước xem lại cái cơ chế quản lý, thứ hai là đối với vàng không phải vàng miếng, đây là những cái vàng rất bình thường, ví dụ như vàng ở những ngành hàng tài vân vân, thì đây không phải mục tiêu của ngân hàng nhà nước quản lý những cái hoạt động này, đây là những cái hoạt động bình thường của doanh nghiệp và để doanh nghiệp thị trường tự điều tiết, và ngân hàng nhà nước thì không phải có những cái biện pháp gì liên quan đến cái này dự kiến của chúng tôi rất phù hợp với lại các kiến nghị của hiệp hội vàng cũng như là của các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng. Thế thì khi mà giải quyết vấn đề này thì rõ ràng thị trường sẽ ổn định và nó sẽ không có cái vấn đề nữa. Dù thời điểm hiện tại giá vàng thế giới nằm im ở mức 2.062 đô la Mỹ trên một ounce, quy đổi theo tỷ lệ giá hiện hành, giá vàng thế giới khoảng 61 triệu đồng trên một lượng, chưa tính thuế phí. Nhưng nhiều chuyên gia thế giới dự báo vàng sẽ chinh phục mức cao mới vào năm 2024 và kim loại quý này có thể chạm mốc 2.250 đô la Mỹ trên một ounce trong nửa đầu năm do lãi suất giảm. Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương tiếp tục bổ sung vàng và các nhà đầu tư quay trở lại các quỹ hoán đổi danh mục có thể là những yếu tố có lợi khác cho kim loại quý này. Còn các chuyên gia trong nước cho rằng thị trường vàng sẽ có diễn biến bất ngờ theo xu hướng tăng trong năm 2024 và phá vỡ các kỷ lục đã lập nếu như ngân hàng nhà nước không cho nhập khẩu vàng. Vàng tăng mạnh thời gian qua bởi nhu cầu lớn trong khi nguồn cung vàng SJC hạn chế. Tuy nhiên, nhà đầu tư cân nhắc thời điểm mua vào để tránh rủi ro vì khoảng cách mua vào bán ra lớn. Hiện tại, cái thị trường vàng có nhiều cái rủi ro. Cái rủi ro thứ nhất là cái biến động giá vàng trên thế giới và biến động giá vàng ở Việt Nam. Mình mua vào với một cái giá cao và khi mà muốn bán ra thì bán ra ở giá thấp. Điều thứ hai nữa là cái chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Cái chênh lệch giữa vàng thế giới và vàng Việt Nam nó đẩy cái rủi ro cho những người mua vàng tại thời điểm này. Thành ra có thể nói mua vàng trong lúc này hoặc là bán vàng trong lúc này cũng có gặp nhiều rủi ro. Tôi khuyên rằng mọi người nên cẩn thận. Có 3 điều tôi khuyên, có thể nói là 4 điều. Cái điều thứ nhất là muốn chơi vàng trong lúc này, muốn đầu tư vàng hay bán vàng trong lúc này, nên theo dõi thị trường vàng thế giới và thị trường vàng ở Việt Nam hầu như là mỗi giờ đồng hồ, chứ không nói là mỗi ngày. Cái điều thứ hai nữa, không bỏ tất cả quả trứng vào một rổ. Nếu mà chúng ta có tiền tiết kiệm và các doanh nghiệp có dư tiền để có thể mua vàng, chơi vàng, thì dùng đâu đó 1/3 tiền tiết kiệm của chúng ta hoặc là với doanh nghiệp 1/3 cái tiền mà chúng ta có thể đầu tư để mà mua vàng. Còn phần còn lại thì đầu tư vào chứng khoán và bất động sản hoặc là những cái kênh đầu tư khác. Điều thứ ba là không bao giờ ăn đi chơi vàng theo cái kiểu lướt sóng. Mua đi bán lại và hy vọng là mình mua với một cái giá thấp và ngày hôm sau giá nó bật lên là mình bán đi có lời. Rất nguy hiểm. Thị trường vàng nó không thể có thể nói là khôn lường, biến động rất là khó có thể đoán định được. Và cái điều thứ tư nữa là không bao giờ vay tiền để mua vàng cũng như là vay vàng để mà chơi vàng. Tại vì khi mà chúng ta vay tiền để mua vàng thì khi mà giá vàng nó xuống thì chúng ta không những là bị thiệt hại về giá vàng nó xuống mà chúng ta còn phải trả nợ cái gánh nặng tài chính ở trên vai của chúng ta. Thì đó là 4 lời khuyên của tôi cho tất cả mọi người, kể cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Vâng, thưa quý vị, chính sách quản lý vàng có lẽ là câu chuyện cần phải làm ngay thời điểm hiện tại, bởi nhiều chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại. Nếu tình trạng vàng hóa nền kinh tế trong nước xảy ra, nguy cơ thiếu hụt ngoại tệ càng lớn và gây sức ép phá giá đồng tiền Việt Nam.
Trên thực tế, hiện chưa có nghiên cứu nào về việc vàng có thể làm suy giảm vai trò tiền tệ của Việt Nam đồng. Tuy nhiên, vàng hóa khả năng sẽ tạo ra trào lưu giữ vàng hơn là giữ tiền, đặc biệt là khi lạm phát có xu hướng nóng lên, nguồn cung tín dụng của nền kinh tế giảm đi. Trong cung cầu vốn tín dụng trên thị trường tiền tệ, tình trạng vàng hóa nền kinh tế gia tăng sẽ dẫn đến lãi suất thị trường tiền tệ gia tăng và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trong nước.